Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Dũng, nhân viên tư vấn bán hàng của cửa hàng xe máy Thành Tâm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem một con X 2020 GB mới về bên mình luôn ha. Mời các bạn đi một vòng xe ha, mình sẽ giới thiệu con xe ha. Con X 2020 GB này thì được nhiều giới trẻ ưa chuộng, từ già cho tới trẻ ai cũng chạy được hết. Con này được nhiều giới trẻ ưa chuộng hơn. Đây, từ phần đầu đèn, các bạn có thể thấy phần đầu đèn, phần mạ tem nó thiết kế hai tem kéo, không một vết xước. Đây, xuống nhìn chân mình thôi, mỏ già nó cũng vậy, bóng loáng luôn ha. Phụng đó thì vẫn còn nước dân viên của hãng, không một chút chạy xước. Đây, ốc đĩa, ốc heo dầu vẫn còn sơn viên. Bánh mâm của nó được sơn một màu xanh giống như vàng áo luôn, hình chắc chắn đẹp. Đây, qua cánh bửng bên hông mình giới thiệu bạn xem, bóng loáng luôn, tem Yamaha. Bộ nội của nó thì không một chút chạy luôn nè, bóng loáng, nước sơn viên của hãng luôn. Ốc nồi cũng vậy, từ ốc nồi, ốc cốt, chỗ nào cũng vẫn còn nước sơn viên của hãng. Bô của xe thiết kế như cũ, không gì khác biệt hết. Đây, ốc đĩa sau bạn này thấy ha, nước sơn viên của hãng đây, ốc cốt chưa có dấu hiệu mở luôn. Tem Exeter chìm, đèn họ, đèn hai bên của nó. Đây, con này thì nói chung là mới khoảng là 98%, không có gì gọi là cũ kỹ hết. Bạn này thấy là bóng loáng luôn, chỗ nào cũng vậy, chỗ nào không vết xước chạy luôn. Bộ nồi của nó, từ bộ nồi cho tới gác chân các bạn có thấy ha, không có chỗ nào mà chày hay là cũ nước sơn hết. Đây, chỗ nào cũng vậy. Đây, mình cho bạn xem model của con này ha. Con này thì chạy được tầm 13.000, nhưng mà con này nhìn khỏi phải nói rồi, khá là mới, không có gì mà phải gọi là cũ kỹ hết, từ ốc cho tới dàn áo. Rồi, mình sẽ báo giá con xe này ha. Con xe này bên mình giá 30 mấy triệu thôi. Các bạn muốn tư vấn hoặc là giá chi tiết con này luôn, các bạn thay inbox hoặc là liên hệ số dưới phần mô tả mình để dưới nha. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video, nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và subscribe để mình có thể báo giá hơn nhiều con xe nữa. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.